Hello anh em, hôm trước thì mình có chia sẻ về cái góc làm việc của mình khá là rối với những cái sợi dây sạc cũng như là cái ổ cắm điện. Nhưng mà sau khi mà mình đã có một cái chiếc hộp đó là đề ly tiết kiệm không gian thì anh em nhìn thấy nó khác hẳn. Và với không gian làm việc như thế này thì dây dợ là một cái điều mà gần như là không thể thiếu được rồi. Đấy, thế nhưng mà trong một cái comment bình luận của một bạn ấy có chê mình. Không biết là anh em đã đọc cái comment này chưa? Đây cụ thể của bạn này, bạn ấy nói rằng là nói đừng buồn chứ cái góc làm việc của anh bề bộn không có khoa học, thua cái góc học tập của em gái lớp 10 nữa, không có tư duy sắp đặt gì cả. Nói thế chị ơi. Nhưng mà thực tế ra là cái góc của mình ấy nó có rất nhiều dây dợ nên là mình sẽ tối ưu làm sao để ít dây dợ nhất có thể bằng những cái thiết bị làm việc hiện đại hơn. Ok không nào? Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái mẫu bàn phím Bluetooth. Nó có tên là Xinmeng X98 Pro. Giá thì xấp xỉ ngưỡng loanh quanh là 800k ở trên Shopee. Đấy. Chứ còn nếu mà anh em nhìn thẳng vào cái bàn làm việc của mình này thì đây, hiện tại thì nó đang có một cái bàn phím của nhà Dell có dây nhá. Sau đó thì mình cũng sẽ tối giản nữa với cái chiếc chuột dây này trở thành một cái chiếc chuột Bluetooth. Mình sẽ làm sao cho cái bàn làm việc của mình ngày càng tối giản hơn và ít đi những cái sợi dây mà nó loằng ngoằng như thế kia. Mời đến. Đây, bên trong khi mà mở ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy ban đầu đó là những cái keycap được tặng thêm một vài cái thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được tặng 8 cái keycap. Tiếp theo đến là một cái phiếu gì đây, viết hoàn toàn bằng tiếng Trung nên nó cũng khá là khó đọc. Xinmeng X98, phía đằng sau này thì được chú thích. Đây, bên dưới vẫn còn một cái quyển sách hướng dẫn nữa, nó sẽ có tiếng Anh nhé. Đó, nó có thêm cái cover bảo vệ bên ngoài. Và đây là cái phần bàn phím của mình này. Màu cũng khá là đẹp, màu xanh navy kết hợp với đen và xanh nhạt. Có tổng là 98 phím, full size rút gọn. Cái phiên bản mà mình lựa chọn ở đây là Squeak YZ. Đấy, xanh đen. Và bên trong cái chiếc hộp kia thì mình thấy có thêm một cái chiếc hộp nhỏ nữa này. Đây, cáp sạc thôi. Còn đây là một cái dụng cụ để chúng ta có thể là cậy cái keycap ra. Và đây là hai cái phím switch để sau này nếu mà có cần thiết thì chúng ta sẽ thay vào. Rất là ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tháo cái chiếc bàn phím của Dell này ra, thay thế bằng chiếc bàn phím này. Và khi mà mình cầm cái chiếc bàn phím cơ này trên tay ấy, thì nó khá là đầm nhá. Shop có mô tả thì nó sẽ có trọng lượng là 1,1 kg. Và anh em có thể nhìn thấy cái phần build của nó hoàn toàn là thiết kế từ nhựa. Mặt đằng sau thì chúng ta sẽ có những cái phần đế đệm này bằng cao su rất là êm. Rồi thì về cái phần chân đứng của nó, chúng ta có thể là kê lên làm hai nấc nhé. Đó, và mỗi cái phần nấc như thế này ấy, thì nó sẽ có một cái phần đệm mút nữa, rất là ok. Phía bên cạnh đằng sau của nó, chúng ta sẽ thấy có một vài những cái lựa chọn hệ điều hành, ví dụ ở đây là Mac hoặc là Win, cổng kết nối Type-C và 3 mode chế độ. Ví dụ như ở đây mình đang lựa chọn là wireless 2.4G và cái cục kết nối receive cắm thẳng trực tiếp vào Win hoặc là Mac qua cái cổng Type-A này. Còn có cái mode ở giữa đây là cái mode kết nối có dây thì chúng ta sẽ cắm vào cái cổng Type-C. Và cái cuối cùng ở phía bên cạnh phải này sẽ là thông qua Bluetooth gạt sang và lựa chọn ở trên chiếc máy Mac hoặc là chạy Windows của chúng ta. Kết nối với tên Bluetooth Xinmeng X98 Pro là ok. Đó. Và anh em có thể nhìn thấy là khi mà mình bật các mode lên này, ví dụ như ở đây mình bật các mode này, đó, nó chạy đèn LED RGB rất là đẹp nhá. Nhưng mà có một điểm chê duy nhất ở trên chiếc máy này ấy, đó là gì? Những cái phần keycap của nó lại không phải là keycap xuyên LED. Đây, cái phần keycap của nó này, khi mà sờ vào nó khá là mềm mịn nhé, giống như kiểu da em bé vậy. Nó không phải là kiểu dạng nhựa bóng, cũng không phải là dạng kiểu nhựa nhám, mà nó sẽ khá là êm và mềm mại. Còn với cái phần switch của nó thì là dạng 3 pin. Và dưới cái phần thiết kế build của nó ấy, thì cũng chỉ là được ở dạng 3 pin thôi. Nên là khi mà chúng ta mua switch về ấy, thì chúng ta cần phải lựa đúng cái là 3 pin nhé. Còn nếu mà mua cái dạng 5 pin ấy, thì chúng ta sẽ cần phải cắt cái phần nhựa đi. Và anh em thử nghe cái tiếng của nó này. Khá là êm đúng không nào? Dạng là linear. Thế nhưng mà thiết kế của nó thì chưa thực sự chắc chắn cho lắm. Mình đã thử lay nhẹ này thì nó chưa thực sự ổn định. Ok không nào? Đó là về phần build thiết kế của nó. Và cái phần đèn LED này thì nhìn nó rất là êm mắt. Đấy, rất là mượt nhá. Nhìn rất đẹp luôn. Nó thay đổi từ trái qua phải. Bên cạnh đó thì nó còn có cái phần LED viền nhé.
Đó, cũng biến đổi này, thay đổi rất đẹp luôn cả hai bên. Và ban ngày chúng ta không thực sự cần thiết với cái phần đèn LED RGB như thế này ấy, thì chúng ta sẽ tắt bằng cái phím đó là FN Backspace. Bật lên thì chúng ta có thể là bật bằng nút đây, đó, FN cộng, FN trừ. Hoặc là muốn tăng giảm về cái độ sáng LED RGB như thế này ấy, chúng ta sẽ ấn FN cộng với giảm hoặc là tăng. Đó. Còn đối với phần sound test về gõ phím thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là những cái phần stop. Đây. Anh em có thể nghe kỹ hơn nhé. Suýt soát gần 800k, chúng ta mua được một cái chiếc bàn phím cơ Bluetooth có nhiều mốt kết nối. Cùng với đó thì viên pin của nó là 4600 mAh, có thể là thoải mái trong vòng một tuần chúng ta không cần phải sạc vào. Thiết kế build của nó thì rất là chỉnh chu, đẹp đẽ. Và mình nhìn những cái phần bố trí phím bấm rất là thanh thoát và gần như là không có những cái khoảng trống mà cảm giác rằng là nó thừa thãi. Còn về một vài những cái phím tắt ở trên chiếc bàn phím này thì chúng ta sẽ có đó là F10 này để tắt âm lượng đi, F11 là để giảm âm lượng, F12 để tăng âm lượng, F3 có thể là lựa chọn những cái tab khác nhau. Mình sẽ chỉ nói sơ qua về một vài những phím tắt mà mình có tham khảo được ở trên hệ điều hành Mac. Còn khi mà chúng ta mua về, tùy từng cái hệ điều hành khác nhau mà anh em tìm hiểu thêm, có rất là nhiều kênh cũng đã đánh giá và test về nó rồi. Nên là anh em nào muốn xem kỹ hơn ấy, thì có thể là tìm kiếm ở trên YouTube. Còn mình thì không phải là chuyên chơi về bàn phím như thế này, nên là đánh giá nó cũng chỉ sơ qua là như vậy thôi. Nói chung là trong tầm giá này thì best choice rồi.